Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 6 năm 2019. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 186 điểm cầu trong cả nước. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả hoạt động trong triển khai thực hiện luật đường sắt năm 2017 và định hướng phát triển của ngành đường sắt trong thời gian tới, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn thời gian gần đây, tác động và chính sách của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, trong đó tập trung tuyên truyền nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, tiếp tục tuyên truyền quán triệt chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới, về chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, đồng thời tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng như kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở những nội dung được truyền đạt tại hội nghị, các báo cáo viên sẽ vận dụng tuyên truyền tới các đảng viên và quần chúng, định hướng tư tưởng chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương đơn vị mình.